đại gia Đức An siêu mẫu Ngọc Thúy đồng loạt kháng cáo, tòa mở phiên phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến ngày 10 tháng 5 mở phiên xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức An và Phạm Thị Ngọc Thúy, 44 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy, về việc tranh chấp khối tài sản khoảng 280 tỷ đồng sau ly hôn. Bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định, ông An đăng ký kết hôn với Ngọc Thúy tại Mỹ vào năm 2006, có hai con chung. Đến tháng 3 năm 2008, hai vợ chồng ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Năm 2010, ông An gửi đơn kiện yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam, gồm cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thiết, như Avalon Building, Ceiling Tower, Ceiling Zone và Cao Tì Club, vì cho rằng tài sản mua bằng tiền riêng có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy. Trong thời gian hai người là vợ chồng, do ông mang quốc tịch Mỹ nên phải nhờ vợ đứng tên sở hữu. Do đó, đối với các tài sản gồm khoảng 30 bất động sản, tại nhiều địa phương và cổ phần tại các công ty, phía ông Đức An yêu cầu tòa giao lại, để sang tên cho hai con gái chung với Ngọc Thúy. Trong khi đó, phía Ngọc Thúy không đồng ý, cho rằng đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nên đề nghị chia đôi. Ngọc Thúy cũng muốn nhận tài sản, sẽ thanh toán 50% giá trị cho ông An. Hồi tháng 11 năm ngoái, sau 13 năm thụ lý và giải quyết vụ kiện, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định, tài sản tranh chấp là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng, chứ không phải là tài sản riêng của nguyên đơn trước khi kết hôn. Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của ông An và cả của Thúy, chia đôi giá trị 15 tài sản cho các bên gồm 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon, quận 1, 4 căn hộ tại tòa nhà Xây Linh, quận 1, biệt thự ở quận Bình Thạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, 465.000 cổ phần tại công ty Cảng Sao Mai, số tiền chủ đất ở quận 2 trả lại, số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú Vũng Tàu, số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 đến 2023. Đối với 13 căn biệt thự tại dự án tại Xi Linh, tòa không chấp nhận yêu cầu chia của các bên, bởi 4 căn Thúy đã bán trong thời kỳ hôn nhân, 4 căn bán sau khi ly hôn lấy tiền mua các tài sản khác. Các căn này hiện không còn, nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc chia tài sản. Với 5 căn còn lại đứng tên bà B, mẹ Thúy, bị đơn nói mẹ đã ủy quyền cho nguyên đơn bán nhưng ông phủ nhận. Các căn này hiện cũng không còn, nên tòa không có căn cứ để chia. Đối với yêu cầu khác của phía nguyên đơn, về việc đòi lại một số khoản tiền và tài sản khác, tòa không chấp nhận vì cho rằng không có căn cứ. Không đồng ý với phán quyết này, ông An kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, không đồng ý với việc tòa chia đôi các tài sản tranh chấp với bị đơn. Ông cho rằng, bản án sơ thẩm chia đôi tài sản cho bị đơn là không thỏa đáng với ông, trái với thực tế vụ án, trái với các quy định của pháp luật. Nguyên đơn đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm theo hướng khách quan, đúng với các quy định của pháp luật, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Còn Ngọc Thúy cho rằng, việc tòa sơ thẩm bác yêu cầu của cô về việc buộc đại gia Đức An chia 5 căn biệt thự tại Phan Thiết là không phù hợp với thực tế khách quan. Cô kháng cáo, đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm, sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu phản tố của cô, công nhận 5 bất động sản trên là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và buộc ông An hoàn lại 50% giá trị tương đương hơn 8,7 tỷ đồng.